Hello, everybody. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Ok, mọi người vào đông đủ rồi, chúng ta sẽ dịch tiếp quyển sách The Five Love Languages. Good evening. Mình sẽ dịch tiếp cái quyển sách 5 ngôn ngữ tình yêu mọi người nhé. Alright. Kind words. Love is kind. If then we are to communicate to love verbally, we must use kind words. That has to do with the way we speak. The same sentence can have two different meanings depending on how you say it. The statement, I love you, when said with kindness and tenderness, can be a genuine expression of love. But what about the statement, I love you? The question mark changes the whole meaning of those three words. Sometimes our words are saying one thing, but our tone of voice is saying another. We are sending double messages. Our spouse will usually interpret our message based on our tone of voice, not the words we use. Okay. Love is kind. If then we are to communicate love verbally, we must use kind words. Cái phần này chúng ta dịch tiếng kind words. Hôm trước, hôm qua nha, chúng ta đã dịch cái phần mà encouraging words. Encouraging words là những cái từ ngữ hoặc là những cái lời nói mang cổ vũ người kia. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần những cái lời nói tử tế nhá. Dạ vâng, mình sẽ đọc chậm ạ. Mình sẽ đọc từng từng câu một và dịch từng câu một nên các bạn yên tâm nhé. Tình yêu là sự tử tế. Và khi mà chúng ta phải giao tiếp tình yêu qua lời nói. Đấy, qua lời nói thì chúng ta phải sử dụng những cái từ ngữ tử tế nhá các bạn. It has to do with the way we speak. Có nghĩa là chúng ta phải làm gì đó với cái cách mà chúng ta nói. The same sentence can have two different meanings depending on how you say it. Cùng một câu nói nhưng mà có thể sẽ có hai cái nghĩa đấy nha. Và depending on là depend on, có nghĩa là tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta nói cái câu nói đấy. The statement I love you when said with kindness and tenderness can be a genuine expression of love. Rồi. Một cái câu là anh yêu em hoặc là em yêu anh khi mà được nói với cái sự kindness là sự tử tế mọi người ha, và tenderness có nghĩa là gì mọi người? Tenderness có nghĩa là sự dịu dàng nhá. Một cái câu nói là anh yêu em hoặc là em yêu anh khi được nói với sự tử tế này và dịu dàng có thể là một cái cách thể hiện một cái cách bộc lộ thật sự của tình yêu. Okay. But what about the statement I love you? Thế còn với cái câu nói là anh yêu em hả? Hoặc là anh yêu em? Kiểu đấy. So the question mark changes the whole meaning of those three words. Vậy thì cái question mark là gì mọi người nhỉ? Là dấu chấm hỏi đấy.
Vậy thì cái dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu đấy ấy, nó thay đổi toàn bộ nghĩa của ba từ I love you rồi. Sometimes our words are saying one thing, but our tone of voice is saying another. Thi thoảng ấy thì những cái từ mà chúng ta nói ra nó sẽ là một một kiểu ha. Nhưng mà cái tone of voice là cái tông giọng của chúng ta đấy mọi người. Tone là tông giọng ha. Rồi tông cái tông còn voice là giọng nhá. Rồi nhưng mà cái tông giọng của chúng ta thì lại lại nói cái câu nói đấy theo theo cái nghĩa khác nha. So we are sending double messages. Và lúc đó thì chúng ta đang gửi hai cái thông điệp lận. Gửi hai cái thông điệp lận chứ không phải là gửi một thông điệp nhá. Our spouse will usually interpret our message based on our tone of voice, that not the words we use. Vậy thì chồng hoặc là vợ của chúng ta sẽ thường interpret, có nghĩa là phiên dịch này, có nghĩa là dịch ra này đó, thì thường dịch cái thông điệp của chúng ta hoặc là hiểu cái thông điệp của chúng ta based on là dựa vào ha, chào Thế Anh, và dựa vào cái tone of voice, dựa vào cái tông giọng của chúng ta đấy, họ không có dựa vào những cái từ ngữ mà chúng ta dùng đâu. Vậy nên là cái tone of voice nó rất là quan trọng mọi người nhé. I would be delighted to wash dishes tonight, said in a snarling tone, will be received as an expression of love. On the other hand, we can share hurt, pain, and even anger in a kind manner, and that will be an expression of love. I felt disappointed and hurt that you didn't offer to help me this evening. Said in an honest, kind manner can be an expression of love. The person speaking wants to be known by her spouse. She is taking steps to build intimacy by sharing sharing her feelings. Đọc chậm thôi hả? Chút nữa cô sẽ đọc từng chữ mà, từng câu mà, yên tâm nhá. She is asking for an opportunity to discuss a hurt in order to find healing. Okay. So, I would be delighted to wash dishes tonight, said in a snarling tone, will not be received as an expression of love. Rồi, trời ơi, em sẽ rất là delighted ha, em sẽ rất là hạnh phúc để mà anh sẽ rất là hạnh phúc để mà rửa bát tối nay. Cái câu này nhá, mà được nói bằng một cái tông giọng như thế nào mọi người nhỉ? Bằng một cái snarling tone, là bằng một cái tâm giọng mà kiểu cằn nhằn ấy. Ok, tối nay anh sẽ rửa bát, tối nay em sẽ rửa bát, kiểu đấy. Thì bằng cái tông giọng đấy, will not be received as an expression of love, thì sẽ không nhận được, thì sẽ không được nhận, xin lỗi, sẽ không được gọi là xem như ha, nhận được cái lời đó như là, thì chúng ta sẽ dịch là, thì cái tông giọng mà kiểu cằn nhằn đấy thì sẽ không được xem là một cái biểu hiện của tình yêu ha, sẽ không được xem là một cái biểu hiện của tình yêu mọi người ạ. Okay. On the other hand, we can share hurt, pain, and even anger in a kind manner, and that will be an expression of love. On the other hand, là về làm theo mặt khác ha, theo cách khác, ở một diễn biến khác đấy, hoặc là theo cái mặt khác ha, theo cái mặt còn lại, we can share, chúng ta có thể chia sẻ hurt là sự đau đớn, rồi pain là nỗi đau, hoặc là thậm chí nhá, cái cơn giận của chúng ta
bằng một cái manner. Manner là bằng một cái way á mọi người. Chữ manner á, manner là bằng một cái way ha. Chúng ta cái manner ở đây có nghĩa là theo một cái cách nào đấy, theo một cái lối nào đấy ha. Thì chúng ta ở khía cạnh khác, chúng ta có thể chia sẻ cái gì nào, cái nỗi đau, cái sự đau đớn hoặc thậm chí là cái sự giận dữ của chúng ta bằng một cái cách, bằng một cái cách tử tế, bằng theo cái lối tử tế. And that will be an expression of love. Và đó sẽ là một cái sự thể hiện của tình yêu mọi người nhá. I felt disappointed and hurt that you didn't offer to help me this evening. Said in an honest, kind manner can be an expression of love. Em đã cảm thấy disappointed có nghĩa là thất vọng, và bị hurt là bị tổn thương ấy, bị đau, bị tổn thương ấy, bởi vì anh đã không offer to help me. Offer có nghĩa là đề nghị. Em cảm thấy rất là thất vọng và bị tổn thương bởi vì anh đã không đề nghị giúp em vào tối hôm nay đấy. Thì khi bạn nói cái câu đấy bằng một cái cách là honest, chân thành và tử tế, thì đó có thể là một cái biểu hiện của tình yêu đấy. The person speaking wants to be known by her spouse. Cái người đang nói ấy thì muốn được hiểu bởi cái người chồng của mình. Chúng ta có thể dịch là cái người đang nói á thì muốn người chồng sẽ hiểu mình ha. She is taking steps to build intimacy by sharing her feeling. Cô ấy đang taking steps là đang từng bước một build là xây dựng, intimacy là cái sự thân mật, sự thân thiết ha, sự thân mật. Thì cô ấy đang từng bước một xây dựng cái sự thân mật bằng cách chia sẻ cho chồng mình những cái cảm xúc của cô ấy, những cái cảm nhận của cô ấy. Mọi người ha, cho mình uống nước đã. Cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người. She is asking for an opportunity to discuss a hurt in an order to find healing. Cô ấy đang tìm kiếm một cái cơ hội để thảo luận cái sự tổn thương của cô ấy để nhằm làm sao? Để nhằm tìm kiếm được cái sự healing, là cái sự an lành ấy mọi người. Cái sự chữa lành, cái sự an lành ấy. Because in IT luôn hả? ITB luôn hả? The same words. Expressed with a loud, harsh voice will not be an expression of love, but an expression of condemnation and judgment. Vậy thì cũng là những cái từ đó, nhưng mà được bộc lộ bởi một cái tông giọng như thế nào nào? Một cái tông giọng to và harsh. Harsh có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Mọi người còn nhớ là harsh words là gì không mọi người? Harsh words là những cái lời nói gì mọi người nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Harsh words là những cái lời nói khó nghe, hoặc là những cái lời nói đay nghiến ấy mọi người. Đay nghiến, khó nghe ấy.
Thì cũng là một cũng là cái những cái từ đó, những cái câu nói đó, những cái lời nói đó, nhưng mà biểu lộ bởi một cái tông giọng to và kiểu khó nghe thì sẽ không phải là một biểu hiện của tình yêu, mà là một biểu hiện của cái sự condemnation. Condemnation là sự chỉ trích và judgment là sự phán xét nha. The manner in which we speak is exceedingly important. An ancient sage once said, "A self-answer turns away anger." When your spouse is angry and upset and lashing out words of hate, if you choose to be loving, you will not reciprocate with additional heat, but with a soft voice. You will receive what he is saying as information about his emotional feelings. You will let him tell you of his hurt, anger, and perception of events. You will seek to put yourself in his shoes and see the event through his eyes, and then express softly and quietly your understanding of why he feels that way. If you have wronged him, you will be willing to confess the wrong and ask forgiveness. If your motivation is different from what he is reading, you will be able to explain your motivation quietly. You will seek understanding and reconciliation, and not to prove your own perception as the only logical way to interpret what has happened. That is mature love, love to which we aspire if we seek a growing marriage. Okay. The manner in which we speak is exceedingly important. Thì cái cách mà chúng ta nói ấy thì nó cực kỳ quan trọng. Mọi người ơi, chúng ta hôm bữa chúng ta đã học từ exceed có nghĩa là vượt quá một cái gì đó, đúng không mọi người? Vậy thì exceeding là tính từ ha, tính từ ing của từ từ exceed có nghĩa là cái gì đó nó đang vượt quá, nó bị vượt quá. Nhưng exceedingly là một cách vượt vượt hơn ha. Thì ở sau này mình có chữ important có nghĩa là vượt quá cái sự quan trọng, đúng không mọi người? Thì chúng ta sẽ dịch là cái cách mà chúng ta nói chuyện ấy thì nó hết sức là quan trọng luôn. Nó hết sức là quan trọng luôn. Overload, overload không phải bạn. Overload là quá tải. Overload là quá tải và collocation này chúng ta không có dùng trong trường hợp này nhé. An ancient sage once said. Có một sage là có một nhà hiền triết cổ đã từng nói rằng a soft manner turns away anger. Là một câu trả lời dịu dàng có thể xóa tan, có thể đuổi hoặc là có thể xóa tan một cơn giận. Ha, một cái lời nói dịu dàng hoặc là một câu trả lời dịu dàng có thể xóa tan cơn giận. When your spouse is angry and upset and lashing out words of heat, if you choose to be loving, you will not reciprocate with additional heat, but with a soft voice. Rồi, khi mà chồng của bạn ấy, hoặc là khi mà người bạn đời của bạn bị tức giận và upset, upset có nghĩa là bị thất vọng á mọi người, bực mình ấy mọi người, tức giận và bực mình, và lashing out, mọi người ơi, chúng ta có từ lash là một cái động từ, nó có nghĩa là vập lại hoặc là vồ hoặc là vập lại một cái ha, và chúng ta có từ lashing storm. Lashing storm. Các bạn nếu như có hay đọc sách thì đợi tí mình sạc sạc máy tính đi.
cắm sạc máy tính chút nhá. Rồi, ok. Nếu mọi người có đọc sách ấy, thì chúng ta có cái từ lashing storm hay dùng á, hay dùng trong trong sách ấy. Thì lashing storm là một cái cơn bão, lashing storm hoặc là lashing rain ha, là một cái cơn mưa hoặc là cơn bão mà tầm tã luôn, tầm tã dữ dội luôn ha. Thì mình nhớ ấy mọi người một cái mới như vậy. Còn lashing out mà kết hợp với từ words hoặc là lashing out trong trường hợp là hai người mà đối mặt nhau, thì thưa các bạn, lashing out có nghĩa là chửi mắng một ai đó ha, chửi mắng một ai đó. Lash out words of heat có nghĩa là tuôn ra những cái lời chửi mắng ha ha mọi người. Rồi, vậy thì đúng rồi, xả ra ấy, xả ra những lời chửi mắng ấy, thì ý là tớ dịch như thế này cho mọi người dễ hình dung ấy. Vậy là cái bản chất của cái lash này có nghĩa là vập mạnh vào một ai đấy, hoặc là ấy mạnh vào một ai đó, hoặc là đập mạnh vào tường mọi người nhá. Đó, thì có nghĩa là lashing out words là những cái từ mà nó phụt ra trong lúc tức giận ấy mọi người. Đấy. Thì khi mà người bạn đời của bạn ấy, chồng của bạn á, bị tức giận và bị bực mình và tuôn ra những cái lời rất là khó nghe trong lúc tức giận, thì nếu như bạn chọn làm một cái nếu như bạn chọn làm một cái người đầy sự yêu thương, take credit là được công nhận, còn give credit có nghĩa là dành cho người khác sự công nhận người khác. Rồi, nếu như bạn chọn là một người yêu thương thì bạn sẽ không làm sao? Bạn sẽ không reciprocate. Bạn sẽ không gì mọi người nhỉ? Bạn sẽ không đáp lại, bạn sẽ không đáp lại người ta bằng bằng cái sự tức giận hơn, nóng nảy hơn, heat, heat là danh từ của hot mọi người. Đúng rồi. Heat là danh từ của hot mọi người. Thì bạn nếu như bạn chọn người ta vẫn đang lúc mà người ta đang tức giận đấy, thì nếu như bạn chọn là một người đong đầy tình yêu thương thì bạn sẽ không trả đũa lại, cái gì nhỉ, reciprocate là đền đáp lại, đúng. Nhưng nếu trong trường hợp này chúng ta sẽ không dịch là đền đáp, chúng ta dịch là trả đũa nhỉ, trả đũa. Đúng rồi, đã đáp lại hoặc là trả đũa cũng được, trong trường hợp này nó là negative ấy. Rồi thì bạn sẽ không chọn trả đũa lại bằng cách là bực mình hơn ha. Bật lại cũng được, hay quá, giỏi. Rồi bạn sẽ không có bật lại bằng bằng cái sự tức giận hơn, sự nóng nảy thêm, mà bạn sẽ đáp lại bằng một cái giọng thật là dịu dàng. Dịu dàng. You will receive what he is saying as information about his emotional feelings. Rồi, bạn sẽ làm sao nhỉ? Bạn sẽ nhận những cái gì mà anh ấy đang nói, nó chỉ là information, chỉ là cái thông tin về cái cảm xúc của anh ấy thôi. Về cái thông tin, về những cái cảm xúc của anh ấy thôi, chứ không phải là anh ấy đang chửi bạn, kiểu đấy. You will let him tell you of his hurt, anger and perception of the event. Bạn sẽ để cho anh ấy kể cho bạn nghe cái tổn thương của anh ấy, cái cơn giận dữ của anh ấy, và cái nhận thức của anh ấy, cái góc nhìn của anh ấy, cái suy nghĩ của anh ấy về những cái sự kiện đó. Ok. You will seek to put himself in his shoes and see the event through his eyes, and then express softly and kindly your understanding of why he feels that way. Bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ tìm cách mà làm sao nào? Put yourself in his shoes. Thưa mọi người, chúng ta có một cái câu thành ngữ rất là hay ha, là put yourself in somebody's shoes.
Okay. Một cái idiom rất là hay mà các bạn có thể dùng trong IELTS speaking là gì mọi người? Chính xác luôn là đặt mình vào vị trí của người khác để mà hiểu, chứ không phải là nhìn người khác bằng bằng lăng kính của chính mình mọi người nhé. Rồi, bạn sẽ tìm cách đặt vào cái vị trí của anh ấy để và see the event và nhìn cái nhìn nhận cái sự kiện đó qua đôi mắt của anh ấy. Và sau đó bạn sẽ thể hiện một cách dịu dàng và tử tế cái hiểu sự thấu hiểu của bạn về việc tại sao anh ấy lại cảm thấy như vậy. Nhá mọi người. Mọi người ơi. Okay. If you have wronged him, you will be willing to confess the wrong and ask forgiveness. Rồi, nếu như bạn, chúng ta có từ wrong. Là một từ A1 ấy, một từ rất là hay dùng nha mọi người, một từ nó dễ đoán nghĩa cực. À, đúng không mọi người? Nói tiếng mình nào. No. Rồi, từ wrong mọi người đều, chúng ta đều biết từ này có nghĩa là sai lầm, sai trái, sai sót, sai cái gì tùm lum tá là chữ sai đúng không? Nhưng đó là tính từ mọi người ha. Còn động từ wrong có nghĩa là gì? Động từ wrong có nghĩa là cư xử sai trái với ai đó. Cư xử sai trái với ai đó, hoặc là đối xử bất công với ai, hoặc là đối xử xấu với ai, hoặc là cái này còn có nghĩa nữa là kiểu chụp mũ, hoặc là kiểu như tự nhiên quên rồi, kiểu như chụp mũ người khác ấy, khi mà mình chưa hiểu hết chuyện của người ta ấy mọi người. Đó ha. Có lỗi gì ạ? Lỗi gì à? Ý lấy là bạn mình tưởng bạn nói là mình nói sai. Rồi thì wrong này có nghĩa là chụp mũ người khác, hiểu lầm người khác, hiểu lầm và quy tội cho người khác kiểu đấy đấy. Các bạn dịch đúng quá. Rồi, hoặc là kiểu cư xử xấu hoặc là đối xử không có tốt với ai ha. Thì tớ sẽ dịch nghĩa là nếu bạn cư xử sai với anh ấy nhá. If you have wronged him. Mọi người ơi, từ wrong mà là động từ là nó ở dạng formal, là ở dạng C2 đó mọi người nha. Nó không phải là ở dạng A2 giống như bình thường đâu, là một từ rất là cao cấp luôn ấy. Đấy, nếu như bạn cư xử sai với anh ấy, hoặc là nếu như bạn hiểu nhầm anh ấy, chụp mũ anh ấy các kiểu, thì bạn sẽ will be willing to, bạn sẽ sẵn sàng để confess. Confess là gì nhỉ? Là thừa nhận ha, là thừa nhận cái sai của bạn và cầu mong anh ấy tha thứ. Đúng rồi, sẵn sàng thú nhận ha, sẵn sàng thú nhận. Đấy, thú nhận, thú tội đấy. Confession, các bạn có hay đọc trang NEU Confession không? Đó, thì là thú nhận này, lời thú nhận, lời thú tội, kiểu đấy. If your motivation is different from what he is reading, you will be able to explain your motivation kindly. Nếu như cái động lực của bạn khác với những gì mà anh ấy đang reading, đang có, thì bạn sẽ có thể giải thích cái động lực của bạn một cách tử tế nhá. Nói chung là tử tế, làm mọi chuyện trên sự tử tế. And you will seek understanding and reconciliation.
Từ này khó đọc quá. Reconciliation, okay. Reconciliation. You will seek understanding and reconciliation, and not to prove that your own perception as the only logical way to interpret what has happened. Rồi, và bạn sẽ seek, seek là tìm kiếm ha. Bạn sẽ tìm kiếm cái sự thấu hiểu và chúng ta có từ reconciliation là từ gì mọi người? Chậm thôi bạn ơi hả? À đúng rồi, reconciliation có nghĩa là sự hòa giải, sự hòa giải mọi người nhé, hoặc là sự giảng hòa đấy mọi người đấy. Hòa giải, đúng rồi, đúng rồi. Book names The Five Love Languages by Chapman, Dr. Chapman. Rồi, bạn sẽ tìm kiếm sự thấu hiểu và sự hòa giải giữa hai người ha. Và not to prove, và không chứng tỏ rằng, và không chứng tỏ rằng cái góc nhìn của bạn hoặc là cái nhận thức của riêng bạn, cái nhận thức của riêng bạn như này mình dịch lại đoạn này nhé. Và không chứng tỏ rằng cái nhận thức của riêng bạn như là một cái cách mà logic, có logic duy nhất để hiểu những gì đã xảy ra. Có nghĩa là phải hiểu thật sự chuyện gì đã xảy ra, chứ không phải là dùng cái nhận thức của mình như là một cái cách logic để hiểu những gì đã xảy ra mọi người nhé. Logical là thuộc về logic. Chị có dạy IELTS từ 0 đến 5 chấm nhé. 0 đến 5 chấm, 5 chấm cộng. Nhức cái đầu ghê. Ó hả? Nhức cái đầu hả? Ý nhức cái đầu là làm tớ giảng không hiểu hả? Tớ giảng không hiểu thì có chỗ nào bị nhức này tớ giảng lại cho nó đỡ đau đầu nè. Giống như là vừa uống Efregan 500 ấy, có 500mg paracetamol ấy. Chị dạy off ở Đà Nẵng nhá. Mình dạy off ở Đà Nẵng, mình chỉ dạy buổi tối được thôi, buổi chiều mình giảng trên trường rồi. That is mature love, love to which we aspire if we seek a growing marriage. Rồi, và chúng ta gọi đó là tình yêu trưởng thành. Tình yêu trưởng thành là cái tình yêu mà trong đó chúng ta aspire. Aspire có nghĩa là gì mọi người? Kiểu đoạn văn nó dịch ra rồi còn phải sao cho nó xuôi xuôi, ý không lủng củng. Ý lủng củng hả? Đoạn nào ý cái lủng củng? Mình giảng cho nào? Mình giảng lại cho nào? Mình sẽ dùng cái ngôn ngữ, sắp xếp cái ngôn từ trong đầu mình để giảng cho bạn hiểu. Nếu bạn không, cô là giảng viên ạ. Đúng rồi ạ. Chị có dạy on không ạ? Dạ có, mình mở một lớp on một lớp off bạn ạ. Đúng rồi, aspire là strong desire mọi người nha, là một cái sự khao khát mãnh liệt luôn ha. Cái tình yêu mà chúng ta thật sự khao khát nếu như chúng ta tìm một cái cuộc hôn nhân mà có thể lớn lên trong đó, có thể phát triển ở trong đó. Chị dạy on ở đâu vậy chị dạy chị dạy on ở đâu hả? Chị dạy off ở đâu chứ? Chị dạy off ở Đà Nẵng, dạy online ở trên máy tính. Tư vấn lớp on đi ạ. Bạn bấm vào bio của mình nhá. Xong rồi trong đấy có một cái đường link, tớ có làm file Google Sheets cho mọi người xem ấy.
Cô chín mấy? Cô chín ba. À. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, muốn lựa chọn muốn muốn lựa chọn cái gì ta? Muốn lựa chọn từ sao cho mượt ấy thì đó là kỹ năng phiên dịch rồi. Ha. Alright. Love doesn't keep its score if wrong. Love doesn't bring up past failures. None of us is perfect. In marriage, we do not always do the best or right thing. We have sometimes done and said hurtful things to our spouses. We cannot erase the past. We can only confess it and agree that it was wrong. We can ask for forgiveness and try to act differently in the future. À, cái gì? Cô bỏ qua comment của em. Comment của em comment gì hả? Cái gì? Em từ 6.5 muốn nâng lên Ben 7.5. Ben của em từ 6.5 đến 7.5 hả? À, ý là em muốn học ấy hả? Rồi, cô đã thi vừa rồi, cô thi cô được có 6.5 thôi. Và cái điểm nó tuột mất 1 đến 2 Ben. Thì bây giờ á là dựa vào bằng cấp để dạy đúng không? À, thì cô sẽ không có dạy được bạn theo cái bằng cấp, được không? Theo cái số điểm. Đó. À, cô bây giờ cô soạn giáo trình dạy cho những cái bạn từ 0, từ chưa biết gì đến 5 chấm trong vòng 8 tháng. À, còn trong 2 đến 3 tháng tới cô sẽ update lại điểm IELTS vì sẽ phải thi lại, đúng không? Thì lúc đấy nếu bạn còn hứng thú nhá thì cô có thừa khả năng để dạy bạn lên 7.5, được không ạ? Trường em yêu cầu 7.5. À xin lỗi, 7.0. Mất gốc thì bắt đầu học từ đâu? Học từ đầu ạ. Tại vì IELTS nó là IELTS là tiếng Anh học thuật, nó khác với tiếng Anh giao tiếp ý. Trường em yêu cầu IELTS 7.0 cô ơi. 7.0 thì học khoảng cỡ 1 năm rưỡi đấy em ạ. Ok em ạ. À, học phí on bạn có thể vào trang bio của mình ấy. Bạn ấn vào nhá. Tiếp đi bạn ơi. Dạ vâng, tiếp ạ. Alright. Okay, mình dịch đoạn này ha. Love doesn't keep a score up wrong. Nghĩa là gì mọi người? Nghĩa là gì? Keep a score. Keep a score có nghĩa là gì mọi người? À, tình yêu không sai trái. Tình yêu không sai trái. Tình yêu không giữ những sai lầm. À, ok. Keep a score. Keep a score nghĩa là gì mọi người? Ai có ai thiên về bóng đá không? Có ai xem các chương trình bóng đá không? À, ok. Tình yêu không phải là giữ những cái sai lầm. Đúng rồi, keep a score là giữ cái điểm, giữ cái bàn thắng ấy mọi người. Giữ cái bàn thắng. Vậy thì tình yêu không phải là giữ lại những cái sai lầm mọi người ha. Giữ keep a score là giữ cái điểm số của mình làm sao cho nó bằng hoặc là cho nó tăng lên. Thì đấy, thì là tình yêu nó không phải kiểu như vậy ha. Alright, love doesn't bring up past failures. Và tình yêu không có bring up. À, bring up là gì mọi người? Tình yêu không nhắc lại những thất bại. Chính xác. Rồi, bring up thật ra là nhắc lại thì không đúng lắm nha. Mình nói lại một chút xíu. Bring up có nghĩa là nêu lên. Nghĩa là thất bại trong quá khứ rồi nhưng bây giờ động cái là nêu lên, làm bật nó lên, làm nổi nó lên à, hay gọi là nhắc lại mọi người nhá. Vậy thì tình yêu không phải là để nêu lên những cái sai lầm trong quá khứ ha. Nêu lên bạn ạ, kiểu làm cho nó stand out lên đấy mọi người, làm cho nó nổi bật lên đấy mọi người. Đó. À, mọi người ơi, cái chữ bring up này nó có rất là nhiều nghĩa mọi người ha. Bring up có nghĩa là nuôi dạy ai đó.
nuôi dạy hoặc là dạy dỗ hoặc là nuôi dưỡng ai đó nhá. Và bring up nó còn có nghĩa là nêu lên hoặc là nêu ra một cái vấn đề nào đó trong một cuộc họp chẳng hạn. So I'm gonna bring up the problems that our team has made last month. Okay, bây giờ tôi sẽ nêu lên những cái vấn đề nổi cộm mà chúng ta đã phạm phải trong trong tháng vừa rồi nhé. Đấy, trong cuộc họp quý hoặc là cuộc họp hàng tuần, hàng khóa, hàng quý thì chúng ta sẽ nói câu đấy. Ha, ừ đúng rồi, khơi lại, nêu lên, đưa ra, đều được. Rồi, okay ạ. None of us is perfect. À, không ai trong chúng ta là perfect cả, là hoàn hảo cả. Ha. In marriage, we do not always do the best or right thing. Đúng rồi. Trong một cái cuộc hôn nhân ấy, không phải là chúng ta luôn luôn làm cái điều tốt nhất hoặc là luôn luôn đều làm điều đúng đắn cả. We have sometimes done and said hurtful things to our spouses. Chúng ta thỉnh thoảng đã làm và đã nói những cái gì mọi người nói những cái điều gây tổn thương, những cái điều làm tổn thương tới người bạn đời của chúng ta nhá. Nhá. Đau lòng, đúng rồi. Tổn thương này, đau lòng này, kiểu đấy nhá. All right. Ôi hôm nay có nhiều người xem mình dịch thế, 500 mấy người luôn à. Oh, 너무 감사해요, 여러분. Cảm ơn mọi người nhiều. Ôi, hồi nãy giờ không để ý. Rồi, we cannot erase the past. À, mọi người ơi, chúng ta không thể erase. À, mọi người có nhớ trong cái đồ học tập của chúng ta ấy, mọi người có cái chữ an eraser. An eraser là gì mọi người? An eraser là cục gom. Cục gom hoặc là cục tẩy ha. Ít hơn hôm qua hả? Ồ. Cục gom hoặc là cục tẩy. À, 저는 한국어 그냥 조금 할 수 있어요. 안 많이요. 그러니까 저는 죄송합니다. Mình biết tiếng Hàn một chút xíu thôi mọi người, không có nhiều đâu. Rồi, alright, và an eraser là cái cục gom hoặc là cục tẩy thôi nhá mọi người. Vậy thì chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ, không thể chối bỏ quá khứ. Đó, cô em không hiểu tiếng Hàn, nãy là cô nói là cô chỉ biết tiếng Hàn một chút xíu thôi mọi người, không có giỏi đâu. Alright. We can only confess it and agree that it was wrong. À, chúng ta không thể chối bỏ quá khứ ha, không thể xóa đi quá khứ, mà điều chúng ta làm chỉ có thể là confess là thú nhận nó và đồng ý rằng nó đã sai rồi đấy. Nhá. We can ask for forgiveness and try to act differently in the future. Và sau đó chúng ta có thể ask for forgiveness, cầu xin cái sự tha thứ và cố gắng để hành động khác đi ở trong tương lai thôi. Nhớ. Okay. Having confessed my failure and asked for forgiveness. Rồi. Thú nhận cái sai lầm của tôi và cầu xin sự tha thứ. Cho mình uống nước đã nhá. Rồi. Uống nước mọi người ơi. I can do nothing more to mitigate the hurt it may have caused my spouse. When I have been wronged by my spouse and she has painfully confessed it and requested forgiveness, I have the option of justice or forgiveness.
If I choose justice and seek to pay her back or make her pay for her wrongdoing, I am making myself the judge and her the felon. Intimacy becomes impossible. If, however, I choose to forgive, intimacy can be restored. Forgiveness is the way of love. Em muốn xem lại thì ở trên ITB của cô nhá, tên là Nhung Studies, Loves Her Study. I can do nothing more to mitigate the hurt it may have caused my spouse. Tôi không thể làm gì, tôi không có thể làm cái gì ngoài, xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn để mitigate. Mitigate là làm sao mọi người nhỉ? Là làm giảm nhẹ đấy mọi người, làm dễ hoặc làm xoa dịu ấy mọi người. Thì chúng ta có cái từ ease này mọi người. Đó cũng có nghĩa là làm xoa dịu ha. Thì hai cái từ này thì từ mitigate là thuộc từ C2 rồi. Tuy nhiên chúng ta hay dùng từ ease trong giao tiếp hàng ngày ấy mọi người. Là giảm nhẹ ha. Tôi không thể làm điều gì hơn để làm giảm nhẹ cái sự tổn thương mà có thể mà nó có thể được tạo ra bởi người bạn đời của tôi ha, bởi người vợ của tôi. When I have been wronged by my spouse and she has painfully confessed it and requested forgiveness. Khi mà tôi bị hiểu sai hoặc là bị hiểu lầm hoặc là bị đối xử không có tốt bởi vợ của tôi và cô ấy đã có nghĩa là cô ấy đã thừa nhận nó một cách rất là đau đớn và xin cái sự tha thứ và yêu cầu cái sự tha thứ. Cô đọc sai từ mitigate. Đọc sai hả? Mitigate. Sai sao? Sai hả? Mitigate. Sai sao? Mitigate. Hồi nãy cô đọc mitigate hả? Ok. Rồi, đồng ý. Nếu mà hồi nãy cô đọc mitigate, thật ra là mình không có để ý. Nhưng nếu một hai bạn hoặc ba bạn nói là mình đọc sai, thì có nghĩa là mình đọc sai. Hồi nãy không để ý, nhưng mà mình biết phiên âm quốc tế của từ này là mitigate. Dạ, mình cảm ơn ạ. Được gặp cô sớm hơn. All right. Okay, I have the option of justice or forgiveness. Tôi có cái lựa chọn để làm sao? Lựa chọn của gì? Của công lý hoặc là của sự tha thứ nhá. Rồi. If I choose justice and seek to pay her back or make her pay for her wrongdoing, I am making myself the judge and her the felon. Rồi, mọi người, if I choose justice, nếu như tôi chọn công lý và tìm cái cách để pay her back, để trả đũa lại cho cô ấy. Pay her back, hồi nãy tụi mình có từ gì mọi người? Pay her back có tụi mình có gì? Tụi mình vừa học xong. Reciprocate. Là bằng pay somebody back. Đấy, nhân cái học như thế này mọi người nó sẽ dễ nhớ hơn. All right. Rồi. Okay. Nếu như tôi chọn công lý và tìm cách để trả đũa lại cho cô ấy ha,
Để bật lại cô ấy cũng được, hoặc là bắt khiến khiến cho cô ấy phải trả giá cho những cái wrongdoing. Wrongdoing là sai lầm mọi người ha. Wrongdoing là sai lầm của cô ấy ha. Rồi, I am making myself the church and her the felon. Vậy thì tôi đang đang biến mình thành the church là quan tòa, và biến cô ấy thành thành felon. Felon, mọi người ơi, felon là bằng bằng criminal. Mọi người có thể thấy cái này trong IELTS writing part 2 là phần nhiều ha. Part 1 nếu như các bạn làm biểu đồ hoặc là làm là cái gì ta? Nói gì quên rồi. Ý là các là IELTS writing part 1, các bạn cái biểu đồ mà có về cái lượng tội phạm ấy thì cũng có, nhưng mà thường là trong cái từ felon này, mình xin phép cho mình phân tích tí ha. The criminal là từ từ tội phạm nói chung ha. Cơ mà từ felon là tội phạm, nhưng mà tội phạm phạm trọng tội đó mọi người. Nếu như dịch đúng cái từ này á thì là trọng tội nha. Đó, nếu như mọi người có thể tra từ điển ấy, mọi người có thể cái này là những cái ấy phạm, những cái người mà phạm tội giết người hoặc là phạm tội kiểu kiểu rape, các bạn thấy cưỡng hiếp các kiểu á mọi người. Đó thì từ felon có nghĩa là trọng tội này, còn bằng criminal, criminal là tội phạm ha. Rồi. Ok. I am making myself the church and her the felon. Tôi đang biến mình thành, biến bản thân mình thành quan tòa và cô ấy là thành tội phạm. Intimacy becomes impossible. Vậy thì chả bao giờ sẽ có cái sự thân mật nữa, hay là sự thân mật sẽ không bao giờ có là có thể xảy ra đến xảy đến với chúng tôi luôn. If, however, I choose to forgive, intimacy can be restored. Nhưng mà nếu như tôi chọn tha thứ cho cô ấy thì cái sự thân mật của chúng tôi sẽ có thể được làm sao? Được hồi phục, được phục hồi. So, forgiveness is the way of love. Và cái sự tha thứ chính là cách để yêu đấy. Em muốn xem lại hả? Ở trên kênh ITB của cô ấy à? ITB của cô ấy. Tài liệu này ở đâu vậy ạ? À? Dạ, ở trên mạng đấy. The Five Love Languages. Bạn, 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 cái này gọi là gì nhỉ? Bạn capture màn hình lại ấy, mọi người. Restored là được phục hồi lại. Được quay trở lại, được phục hồi lại. Intimacy là gì vậy cô? Là sự thân mật nha. Đó. Cô quên tiếng Việt rồi sao? Không có đâu. Không, cô quên tiếng Việt sao nó cô phiên dịch mà, cô sao cô quên tiếng Việt được? Thi thoảng ấy, đầu nó bị khoảng vắng ý thức ấy mọi người. Cho mọi người xem này. Là mình dịch á, mình không có, mình có tra một số từ mà mình không có hiểu, hoặc là từ đa nghĩa mà ghép vào câu thì không có ấy được, thì mình mới dịch thôi, mình mới xem trước thôi. Còn bây giờ mình đang dịch cho mọi người là những cái gì mà từ đầu của mình ra ấy mọi người. Cho nên là đầu làm việc hơi căng. À, một bạn nói là cô ơi, cái chữ restore mà cô đọc thành restore. Ok, bạn đúng ạ. Cô đọc restore nhá. Cô sẽ đọc âm rõ rõ hơn, âm hơn nữa ha. E restore, 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 ra âm e rồi. Ok, restore, ok. Đọc lại cho bạn nghe nhá.
Ok, mình sai, mình nhận liền mọi người. Mình không có cái tôi trong trong học hành kiến thức đâu. Ok, tiếp nha. I am amazed by how many individuals mess up every new day with yesterday. They insist on bringing into today the failures of yesterday, and in so doing, they pollute a potentially wonderful day. I can't believe you did it. I don't think I ever forget it. You can't possibly know how much you hurt me. I don't know how you can sit there so smugly after you treated me that way. You ought to be crawling on your knees, begging me for forgiveness. I don't know if I can ever forgive you. Those are not the words of love, but of bitterness and resentment and revenge. Rồi, ok. I am amazed by how many individuals mess up every new day with yesterday. Mọi người ơi, I am amazed là tôi bị họ làm cho ngạc nhiên, bởi vì là có rất là nhiều individuals. Individuals là bằng với gì mọi người? Bằng với people đó mọi người. Và nếu như mọi người có xem các văn bản pháp luật thì họ cũng là person đấy mọi người. Có nghĩa là nhiều người mọi người nhá. Nhiều cá nhân, individual là cá nhân. Vậy thì individuals là nhiều cá nhân. Thì chúng ta dịch là nhiều người ha. Là bằng chữ people hoặc là persons. Persons có chữ S mọi người ha. Ở đây thì trong các văn bản pháp luật hoặc là trong cái văn bản cổ thì người ta có viết. Nhưng mà nếu như people nói thêm một tí kiến thức ha. People mà có chữ S đây, có đúng không mọi người, hay tớ đang viết sai nhỉ? Tớ có đang viết sai chữ people mà có S, tớ đang viết sai không mọi người? À không nha, tớ viết đúng. Đúng rồi. Không, không viết sai nha. People mà không có S thì có nghĩa là con người, bằng với chữ persons này. Đúng rồi, chính xác. Còn peoples mà có S nó có nghĩa là dân tộc ha. Việt Nam mình có bao nhiêu dân tộc anh em nào? Việt Nam mình có 54 dân tộc anh em, đúng không? Rồi. Tôi bị ngạc nhiên bởi là rất là nhiều người mess up. Mess up là gì mọi người nhỉ? Chúng ta có từ mess up. Mess up có nghĩa là làm rối tung một cái gì đó lên, làm rối tung tình hình đấy, hoặc là chúng ta có thể dịch là phá hỏng. Làm rối tung thì có nghĩa là phá hỏng đấy mọi người nhá. People là sao cô, là sở hữu cách của people ấy mọi người. Tiếp nào. Tôi bị ngạc nhiên bởi vì rất là nhiều người đã phá hỏng mỗi ngày mới với giống giống như là ngày hôm qua vậy đấy. They insist on bringing into today the failures of yesterday, and in so doing, they pollute a potentially wonderful day. Họ cứ insist on có nghĩa là gì ta? Nghĩa là gì mọi người nhỉ? Insist on có nghĩa là khăng khăng, đúng rồi. Họ cứ khăng khăng mang vào ngày hôm nay những cái sai lầm của ngày hôm qua. And in so doing, mọi người ơi, cái từ in so doing. Chính xác, giỏi quá. Khăng khăng, họ cứ khăng khăng mang vào ngày hôm nay những cái sai lầm của ngày hôm qua. And in so doing. In so doing là gì? Rồi, mình dịch luôn ha. In so doing có nghĩa là
để làm được điều đó hoặc là để làm được như thế. À, và để mang những cái sai lầm của ngày hôm qua vào ngày hôm nay. Đó, và để làm được như thế thì họ họ đã làm pollute. À, mọi người có nhớ là chữ pollution có nghĩa là gì không? Pollution có nghĩa là... Mình cảm ơn ạ. Đúng rồi, pollution là sự ô nhiễm. À, nó là danh từ của chữ pollute đấy mọi người nhá, chính xác luôn. Và để làm được như thế ha, họ đã làm cái ô nhiễm, một cái ô nhiễm hoặc là làm vấy đục ha một cái ngày tuyệt vời, một cái ngày tiềm năng tuyệt vời là ngày hôm nay đấy. Vậy thì họ làm ô nhiễm cái ngày hôm nay như thế nào? À, không, để làm được như thế, làm không phải làm được làm như thế và làm như thế không, để làm được như thế, tại vì câu phía sau, tại vì cái phía sau là sẽ có này, họ họ làm ô nhiễm cái ngày tươi đẹp của họ, cái ngày tiềm năng tươi đẹp của họ bằng cách họ nói những câu như thế này. I can't believe you did it. Em không thể tin là anh làm điều đó với em luôn á. I don't think I ever forget it. Em không thể tin, em nghĩ là em sẽ chả bao giờ quên chuyện đó cả. You can't possibly know how much you hurt me. Anh sẽ không thể nào mà biết được là anh đã làm tổn thương em nhiều như thế nào. Anh đã làm tổn thương em nhiều như thế nào. I don't know how you can sit there so smugly after you treated me that way. Em không biết như thế nào mà anh có thể ngồi đó một cách smugly. Smugly là gì mọi người? Mình không biết từ này. Smugly là gì mọi người nhỏ? Mình không biết từ này mọi người ạ. Mọi người có thể giúp mình không? Thẫn thờ hả? À đúng rồi. Đúng rồi. Smartly có nghĩa là bình thản. Kiểu làm như, có nghĩa là ngồi đó và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đấy mọi người. Kiểu là như vậy đấy. À nhá. Rồi, em chẳng biết, em chẳng hiểu tại sao mà anh có thể ngồi đó giống như không có chuyện gì xảy ra sau khi anh đối xử em kiểu như vậy đấy. You ought to be crawling on your knees begging me for a forgiveness. Anh phải ought to, anh đáng ra nhá là anh phải bò, bò xuống bên em và cầu xin em, cầu xin sự tha thứ của em ấy. Rồi từ ought to. Ought to này có nghĩa là bằng với must nha mọi người. Đúng rồi. Ought to bằng had better. Đáng ra là nên, tốt hơn là nên, nhưng mà nó mang cái nghĩa nặng hơn. Rồi, đến đây nhiều bạn sẽ thắc mắc này. Ơ cô, em tra từ điển ấy, em thấy là ought to bằng với gì? Bằng với should mà cô. Sao cô lại bảo là ought to bằng must nhờ? Hoặc là bằng have to nhờ? Thật ra ought to nó còn bằng với cả should và bằng với cả must, mọi người. Tuy nhiên, cái từ should này, là nó bằng với chữ had better. Để mình phân tích cho mọi người ha. Thì có nghĩa là cái này nó mang tính bắt buộc mọi người ạ. Nên, nhưng mà nên theo cái hướng bắt buộc ấy, chứ không phải là nên nên làm cái này mà không làm thì thôi ấy, kiểu đấy. Mày tốt hơn là mày nên làm cái đấy nha, nếu không thì mày sẽ như nào đó. Kiểu đấy ha. Đấy. Rồi, alright. Anh đáng ra là phải, đáng ra là crawling on, là phải bò trên đầu gối và cầu xin em tha thứ cơ. And I don't know if I can ever forgive you.
và em thậm chí là không biết liệu em có thể tha thứ được cho anh hay không ấy. Kiểu đấy. Alright. Those are not the words of love, but of bitterness and resentment and revenge. Mọi người. Rồi, và những cái lời nói đó ha, lời nói đó bò trên gối. À đúng rồi, bò trên gối. À, hồi nãy mình có dịch, đoạn đầu mình có dịch là quỳ á, nhớ là như vậy. Rồi. Những cái lời nói đó nhá, không phải là lời nói của yêu thương mà là but ở đây nha mọi người. Mọi người nhớ cái cấu trúc là not và but không? Không phải mà là nhá. Đó hoàn toàn không phải là những cái ngôn từ của yêu thương mà là của cái gì? Của bitterness. Bitterness là gì mọi người? Là của sự là kiểu chua cay, kiểu gay gắt cho mọi người. Bitterness không phải là đắng. Bitter mới là đắng. Bitter là đắng. Rồi bitterness là kiểu chua cay ấy mọi người. Làm sao được nhỉ? Kiểu đó là lời nói của cái sự gay gắt này. Rồi resentment là sự oán hận này. Và revenge, mọi người, revenge có nghĩa là sự muốn trả thù, là sự thù hằn. Thù hằn kiểu đấy. Tớ sẽ ghi ấy lại nhá. Rồi bitterness là sự gì? Sự gay gắt này. Đó. Rồi chúng mình có cái gì? Có resentment. Mọi người ơi, chữ này đọc là resentment mọi người nhá, chứ không phải là resentment. Viết là sờ nhưng đọc là giờ ha. Resentment là cái sự oán giận này. Và chúng ta có thêm từ revenge. Revenge là sự gì? Sự thù hằn. Đó, revenge là sự thù hằn. Biệt đội báo thù. À, đúng rồi. Ok. Đó. Ok. Hôm nay đến đây thôi mọi người nhỏ. Mọi người nhỏ. Để xem nào. Ngày mai sẽ chúng ta sẽ này. À. Trời ơi, quyển sách này. Uầy, từ. À, chúng ta mới đi đó mà đã được khoảng 1/3 quyển sách rồi á. Nhanh vậy. Không lâu nữa chúng ta sẽ tạm biệt quyển sách này và sẽ đến những quyển sách khác. Mai mấy giờ cô? Dạ 10 giờ mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy nha. Chủ nhật đi ăn ốc. Cô tính học hết quyển mấy hôm nữa vậy? Là sao? Mấy cái từ yên nghiêng đó mới cô đọng. Dạ mấy cái từ yên nghiêng đấy là của phần tiếp theo á. Nó là một cái sự giới thiệu hoặc là sự cô đọng của phần tiếp theo ấy mọi người. À em ơi, quyển cây cam ngọt ý là cô mới dịch được đến trang 48 thôi. À, tại vì cô không có tìm thấy bản PDF của trên mạng nữa. À, nhá. Còn cô lúc đấy cô mới dịch được trang 48 thôi. Còn nhiều nữa, còn thiếu mấy trăm trang nữa cơ. Tại vì cái quyển đấy là 270 mấy trang ấy em ạ. Nhưng mà cô không có tìm ra được bản PDF full của nó, cho nên là mới dịch được chừng đấy thôi. Good night. Ăn ốc rồi. Bí quyết ngọt giọng. Ăn ốc là bí quyết ngọt giọng à cô? Giọng ngọt hả mọi người? Không, mình thừa nhận là giọng mình ấm. Bởi vì mình khi mà mình nghe lại thì mình thấy nó không bị chói. Mình cứ lo là mình bị chói cơ. Nhưng mà các bạn sinh viên đều nói là giọng mình ấm, thì mình biết là giọng mình ấm. Ấm có nghĩa là không bị chóe, bị chói mọi người. Cơ mà mình không biết là giọng mình ngọt. Mọi người hay nhỉ?
Xong quyển này mọi người muốn quyển nào mọi người đề xuất đi mọi người, đề xuất trước đi mọi người. Đấy, có quyển nào hay hay mọi người, hoặc là quyển truyện nào, quyển trinh thám nào, mọi người cứ nói cho mình everything. Bất cứ quyển nào mọi người thấy hay mình sẽ dịch tặng mọi người nhá. Dịch hết quyển sách đấy luôn. À, quyển sách này chưa có ở chưa không có dịch ra ở Việt Nam, không có bản file tiếng Việt đâu. Rồi, ngày xưa mình có dịch một cái quyển Being in Love của Osho á. Being in Love của Osho thì mình có cái quyển tiếng Việt, mọi người có thể đối chiếu. Nhưng quyển này thì không có bản tiếng Việt nhá. Ngọt hả? Ngọt. Mình cảm ơn. Bye bye, mai gặp lại. Để em kiếm rồi gửi cô cuốn cây cam ngọt nha. Ôi, được thế thì còn gì bằng. Cây cam ngọt là cái quyển sách mà đoạn cuối tớ có nghe review là hai anh và chị của bé đó đều tự tử á. Hay sao ấy? Đều chết ấy, nói chung là khóc không nhiều. Dịch sách giải tích hay đi cô. Dạy toán bằng tiếng Anh được không? Cô đang cô thi lại IELTS lấy điểm cao cao tí, rồi dạy IELTS xong rồi tầm khoảng cỡ năm sau cô cuối năm sau cô thi SAT. Dạy SAT được không? Dạy toán bằng tiếng Anh được không? Vì mình rất là thích học toán. Sherlock Holmes được không cô? Ok, nếu như mọi người vote lại thì mình dịch thôi. Lại là ông à. Mai cô like lúc mấy giờ ạ? Dạ 10 giờ ạ. Tạm biệt mọi người nha. Biết ơn mọi người rất là nhiều. Biết ơn mọi người rất là nhiều vào livestream của mình nha. Mình mà đọc sai từ nào mọi người cứ phang lên đây cho mình. Đó, nhân vô thập toàn mà mọi người. Một tiếng rưỡi đọc thì sẽ có những từ mà đọc theo thói quen nó sai ấy, mình trích lại đấy, lần sau sẽ không sai nữa. Đấy. Và mọi người cũng có một cơ hội để chúng ta học. Nhá mọi người, mình sai cái nào mọi người cứ phang thẳng nhá, mọi người đừng có chửi mình nhá. Đừng có toxic trong livestream, tại vì là mình sẽ phải kiểu như cần một cái đầu nó fresh nhất có thể để mình sắp xếp từ và dịch ra ấy. Đó. Ok. Wow. Nhi xie trung quẩn ba. Ờ, cơ chứ hồi khởi y xuôi y tiền tiền trung quẩn, cơ chứ hồi bù nâng tu. Cơ bản có học được IELTS không cô? Học được chứ. Mình dạy từ đầu mà, mình dạy từ cho người chưa biết gì mà. Hỏi cô 6 lần rồi nè. Ồ, em hỏi gì nhỏ? Hỏi gì? Em hỏi gì ạ? À? Ôi. Em hỏi gì? Cô không có. Thank you for your gratitude. Cô không nhìn thấy, có thể có một số comment của các bạn bị ẩn ấy. Em ở tận Hà Nội, học online, cô có mở cả online cả offline nha. Cô sẽ ra nhiều cái sample của speaking quý ba mọi người nhé, mọi người lên ủng hộ mình với. Comment em bị ẩn hả? Ok, bye bye, mình biết ơn mọi người nhiều lắm mọi người nha. Mai mọi người lại vào chơi với mình nhá mọi người. Dạ cô không dạy giao tiếp mà cô dạy ở trường bận lắm. Không có thời gian để dạy giao tiếp nữa. Cô chỉ dạy online IELTS cho người mất gốc đến 5 chấm với cả là ấy thôi ha. Ok bye bye. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Biết ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bye bye.